Thưa quý vị, đầu năm 2018, việc sản xuất của các nhà máy trên toàn cầu đã có sự khởi đầu mạnh mẽ. Theo đó, hoạt động sản xuất ở hầu hết các nước tăng đà và đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua. Theo số liệu của cuộc điều tra kinh doanh từ châu Âu và châu Á cho thấy, hoạt động và sản lượng của các nhà máy sản xuất trên toàn cầu có sự gia tăng vững chắc. Trước đó, nhờ một năm mở rộng đồng bộ hóa toàn cầu đã đẩy nhiều thị trường chứng khoán thế giới lên gần mức cao kỷ lục. Đầu năm 2018, ngành công nghiệp sản xuất của 19 quốc gia đã bùng nổ, dẫn đến việc tiêu thụ hàng hóa diễn ra một cách nhanh chóng nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Chỉ số quản lý thu mua gọi tắt là PMI cuối tháng 1 của IHS Markit cho biết khu vực đồng euro là 59,6, chỉ số tháng 2 tăng trưởng ở mức kỷ lục với cơ hội việc làm dành cho nhân công. Trong 4 nền kinh tế lớn nhất, chỉ số PMI đã đạt mức cao kỷ lục ở Đức và Italy trong 17 năm, Pháp và Tây Ban Nha là trong 10 năm. Ở các nước châu Á, mức độ sản xuất mạnh nhất đến từ các nhà xuất khẩu công nghệ với việc nâng cấp điện thoại thông minh, robot công nghiệp, xe hơi và gần đây là nhu cầu về máy tính dùng để khai thác các thuật ngữ bí mật như Bitcoin. Chỉ số Kaizen Market PMI tư nhân ổn định ở mức 51,5, tốt hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế.